Xin mình chào tất cả các anh em, các chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyên Audio làm một cái clip để thứ nhất là thông báo hàng về và thứ hai là ship hàng cho các khách. Hôm qua bác ấy đến cửa hàng, bác ấy trong tỉnh Thanh Hóa thì đã chốt một cặp loa và một quả súp này rồi. Thì hôm qua thì cả gia đình đi từ Hà Nội về thì có ghé qua cửa hàng Tùng Nguyên Audio thì đặt mua một đôi loa leo và một quả súp điện 40 BJK. Thế nhưng mà do nó ô tô nó bé quá nên không chở được súp, thế nên là hôm nay Tùng Nguyễn sẽ gửi xe cho bác Trịnh Xuân Quang ở Yên Định, Thanh Hóa. Xe bác ấy đã cho số xe sẵn rồi, tiền nong là giả hết rồi, chỉ việc nhận hàng thôi. Đấy thì các bác cùng tham khảo cái mẫu loa súp này. Đây là một dòng súp mặt và súp điện, củ bát là từ 190/76 và mạch súp là nguồn xuyến chạy 4 sò. Loại này đánh rất là khỏe các bác nhé. Súp này là súp bên cửa hàng em nhập, nó nguyên thùng xốp như này. Đấy. Mặt hàng loa thì nhà Tùng Nguyên dựng, nhưng súp này đều là Tùng Nguyên nhập và nhập loại khỏe. Nhập cái loại khỏe để đánh với các cái dòng loa full 30. Full 25 thì cũng đánh được, nhưng mà mình có tùy theo phụ thuộc là mình thích to hay thích nhỏ các bác nhé. Hai ống thông hơi ở nó ở dưới này. Và bát của nó là màng, của nó là màng xếp ly. Màng xếp ly các bác. Gân vải tẩm dầu là hai gân. Gân vải nhá. Súp điện mà loại khỏe này phải gân vải và ốc được chôn gen. Ốc được chôn gen. Hàng BJK. BJK. Một quả súp điện này khi lên đường cho tất cả các bác, súp điện thì em tặng một cái dây dắt AV hai bông sen mà loại dài. Đấy, tặng dây loại dài này để kết nối. Khi các bác kết nối phải loại dài, hai tay sách ở hai bên này. Con này nó có cái cấu hình là mạch của nó là mạch có cả quạt gió các bác nhá. Một cái ốc ở đai ở đây này là để giữ cái nguồn xuyến ở bên trong. Cái đường input đây là đường vào này. Đấy. Đường output ở đây, đường input là đường vào này, đường output là đường ra này. Volume này, tần số súp này, công tắc này, nguồn này. Tụ rất là to. Và chạy thêm hệ thống quạt gió các bác nhé. Các loại mạch bình thường không có quạt gió. Và hãng BJK này làm quạt gió để giúp cho mát sò với nguồn ở bên trong. Đấy. Nói chung là mát tất cả các cái phần ở bên trong của cái mạch này, để cho cái độ bền của nó cao hơn. Đấy. Các bác nhìn này. Em tắt đi thì quạt nó sẽ tắt. Đấy, nó... Cái hệ thống của cái mạch này nó giống như kiểu cái hệ thống mạch của đầy. Hàng chất lượng cao. Dòng súp này nhà em có cả 30 và 40. 30 thì có dòng bát kép là 2 bát và dòng bát đơn. Nhưng mà Tùng Nguyễn thì bán cả 30 thì cả 2 loại, còn 40 chỉ làm một loại thôi. Một loại là từ 190 thôi, loại khỏe thì đánh các dòng loa full to. Đấy. Em đo, có đo kích thước cho tất cả các bác này. Con này nó thiên về chiều sâu hơn một chút nhé. Thiên về chiều sâu hơn một chút. Một gang tay này. Hai gang tay này. Hai gang tay rưỡi nhá. Thì cứ cho là 50 phân đi. Thì bề ngang của nó này, 1 này, 2 này. Thì nó rơi vào tầm chiều sâu của nó 50. Thì chiều ngang mặt của nó thì nó chỉ rơi vào tầm 4-5 thôi. Đấy, các bác nhé, 4-5. Và cái quả súp này của Tùng Nguyễn Audio, Tùng Nguyễn xin cung cấp cho tất cả các bác là 4,1 triệu quả súp này sẽ được bao ship rồi. Các bác có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm súp điện BJK bát 40, đánh tiếng trống rất là sâu và mềm và đánh khỏe như súp hơi. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha. Các bác xem video đừng quên like và chia sẻ ủng hộ kênh của Tùng Nguyễn nha. Đặc điểm ở các cái dòng mà loa karaoke thì không bao giờ thiếu được súp. Và hôm nay em Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt ạ.